Thưa quý vị và các bạn, mặc dù các dự án hoạt động xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay được tiến hành có phần sôi động hơn, quy mô hơn rất nhiều so với cùng thời điểm này năm ngoái, nhưng điều đáng mừng là chưa để xảy ra vụ tai nạn lao động nào trong lĩnh vực này. Kết quả này bên cạnh đến từ việc các doanh nghiệp, người lao động đã ý thức hơn trong thực hiện nguyên tắc an toàn và biện pháp đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 trong giai đoạn hiện nay, còn có sự vào cuộc từ phía lực lượng chức năng kịp thời chấn chỉnh những tồn tại hạn chế. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Cùng thời điểm này trong năm 2020 xảy ra 5 vụ tai nạn lao động gây chết người và bị thương nặng, nhưng năm nay chưa ghi nhận trường hợp nào, mặc dù cả công trình xây dựng nhiều hơn và quy mô hơn. Do vậy mức độ nguy hiểm cũng cao hơn rất nhiều so với cả công trình nhỏ. Kết quả này là do sự tuyên truyền tích cực của cả cơ quan chức năng và sự chấp hành nghiêm túc của cả chủ thầu cũng như bản thân người lao động. Ghi nhận tại một số công trình lớn trên địa bàn tỉnh cho thấy, các biện pháp an toàn đều được triển khai đồng bộ, công nhân được bảo hộ, ghi chú, bảng hiệu được bố trí nhiều nơi. Là ngay từ khi quá trình mời thầu và giao thầu đã ràng buộc rõ trong yêu cầu mời thầu về các yêu cầu bắt buộc về tuân thủ điều kiện an toàn lao động trong quá trình thi công và trong quá trình ký hợp đồng và đã ràng buộc bằng các biện pháp phạt trong quá trình thi công, nếu có sai phạm thì ban quản lý luôn luôn là có người theo dõi thường xuyên để yêu cầu nhà thầu thực hiện nghiêm túc, và nếu mà có vi phạm thì sẽ phạt ngay tại chỗ để ngăn ngừa những cái quá trình tai nạn xảy ra. Trong tháng hành động vì an toàn vệ sinh lao động, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã thực hiện nhiều cuộc thanh kiểm tra trên địa bàn nhằm nắm bắt tình hình cũng như có biện pháp nhắc nhở các chủ công trình. Đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh COVID đang có nhiều diễn biến phức tạp, lực lượng chức năng cũng đã chủ trọng nhắc nhở các chủ thầu chú ý các biện pháp phòng dịch, kiểm soát kỹ số lượng công nhân ngoài tỉnh để có phương án kê khai y tế, tránh các trường hợp bỏ sót. Là đặc biệt trong cái tháng hành động an toàn thì các đơn vị vừa gắn là cái công tác an toàn, đặc biệt là với cái công tác phòng chống dịch trong việc thực hiện quyết định 2194 của Ban chỉ đạo quốc gia về an toàn về phòng chống COVID-19 và các văn bản của Ủy ban nhân tỉnh, của Ban chỉ đạo phòng chống COVID của tỉnh. Chiến dịch thanh tra lao động năm 2021 được phát động với chủ đề tăng cường tuân thủ pháp luật lao động và an toàn vệ sinh lao động tại cả công trình xây dựng nhằm đẩy mạnh cả hoạt động phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp về tăng cường sự tham gia tích cực của cả cấp công đoàn và đội ngũ an toàn vệ sinh viên. Bên cạnh nhắc nhở, thanh tra Sở Lao động cũng xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để tạo tính răn đe, hạn chế thấp nhất tai nạn xảy ra trên công trường. Trong thời gian tới đây, chúng tôi sẽ là thành lập đoàn thanh tra liên ngành, Sở Lao động Thương binh Xã hội là cơ quan chủ trì thanh tra liên ngành cùng với Sở Xây dựng và Liên đoàn Lao động tỉnh là thanh tra cái việc thực hiện pháp luật lao động, an toàn lao động tại các cái công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh, là mục đích là để qua thanh tra là đánh giá những cái ưu điểm các cái chủ đầu tư và đơn vị thi công là thực hiện, đồng thời nếu có những cái sai sót tồn tại trong công tác an toàn lao động trong thi công, chúng tôi cũng kiến nghị và cũng chỉnh chỉnh thì theo mức độ trường hợp mà những doanh nghiệp mà có vi phạm nghiêm trọng mà đã trước đây đã thanh tra rồi thì chúng tôi sẽ có cái biện pháp xử lý. Trong bối cảnh toàn tỉnh đang phải đối phó với dịch bệnh, việc an toàn trên công trình không chỉ dừng lại ở an toàn trong lao động mà còn là an toàn trong dịch bệnh. Bên cạnh các biện pháp bảo hộ, mỗi chủ đầu tư lúc này cũng cần phải kiểm soát chặt chẽ số lượng công nhân, triển khai hệ thống khai báo rõ ràng để nắm rõ lịch trình, đảm bảo phòng chống dịch hiệu quả, sản xuất an toàn.